Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới đang giao dịch ở mức 1.897 đô la Mỹ trên một ounce, chỉ còn tăng nhẹ khoảng gần 3 đô la Mỹ và với tỷ lệ tăng là 0,16%. Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đêm qua đã quay đầu giảm rất mạnh quý vị và các bạn nhé, và đã đánh mất ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce. Giảm mạnh từ mức giá 1.919,77 đô la Mỹ trên một ounce xuống mức giá này, và mức thấp nhất trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại là 1.892,45 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn duy trì xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,49%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 103,162 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm hiện tại lên đến 3,10%, giao dịch ở mức 38.521 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng quý vị và các bạn nhé, với tỷ lệ tăng mạnh là 3,61%, thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 2,928% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,71%, giao dịch ở mức 104,409 điểm. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã có một phiên tăng khá ấn tượng. Khi mà tăng một mạch vượt xa ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce, tuy nhiên thì giá vàng trên thị trường thế giới đã không duy trì được mức giá này lâu. Và liệu có phải rằng vàng đang mất dần động lực tăng giá dù cho các yếu tố hỗ trợ vẫn còn nguyên vẹn? Trong báo cáo mới phát hành thì tập đoàn tài chính Fidelity International tại Anh cho rằng vàng đáng lẽ ra là một tài sản rất tốt để sở hữu trước các biến động tiêu cực như hiện nay. Đó là chiến sự giữa Nga và Ukraine, kinh tế Trung Quốc giảm tốc, lạm phát tăng nóng và thị trường chứng khoán nhiều biến động. Và một số yếu tố khác, đây vốn là những yếu tố hấp dẫn cho môi trường đầu tư vào vàng. Vì vậy thì vàng chỉ tăng chớp nhoáng lên mức kỷ lục là 2.068 đô la Mỹ trên một ounce vào hồi tháng 3 vừa qua, nhưng không thể giữ được mức giá này. Việc vàng giảm mạnh nằm ở sự quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong hành động tăng lãi suất để chống lạm phát. Lãi suất tăng đồng nghĩa với đồng đô la Mỹ trở nên có giá trị hơn, và điều này dẫn đến vàng giảm giá. Ngoài ra thì khả năng Nga có thể bán lượng vàng trị giá 140 tỷ đô la Mỹ khiến cho giới đầu tư lo ngại cầm vàng lúc này sẽ lỗ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay. Và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này của thị trường vàng trong nước quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì giá vàng SJC cũng như là vàng nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì đà tăng khá mạnh, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.965.000, bán ra 7.035.000, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNC Hồ Chí Minh mua vào 6.950.000, bán ra 7.030.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 35.000 ở chiều bán ra. PNC Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.030.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 35.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.970.000, bán ra 7.030.000, tăng 50.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.955.000, bán ra 7.020.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.960.000, bán ra 7.025.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.960.000, bán ra 7.023.000, tăng 29.000 ở chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.985.000, bán ra 7.030.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.975.000, bán ra 7.025.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.960.000, bán ra 7.020.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào, tăng 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.955.000, bán ra 7.020.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác vẫn giữ xu hướng tăng mạnh, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000. SJC Cà Mau mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000. SJC Huế mua vào 6.962.000, bán ra 7.038.000. SJC Bình Phước mua vào 6.963.000, bán ra 7.037.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.965.000, bán ra 7.035.000. SJC Miền Tây mua vào 6.965.000, bán ra 7.035.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.965.000, bán ra 7.035.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.967.000, bán ra 7.040.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.965.000, bán ra 7.037.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.963.000, bán ra 7.037.000. SJC Phan Rang mua vào 6.963.000, bán ra 7.037.000. SJC Hạ Long mua vào 6.963.000, bán ra 7.037.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.963.000, bán ra 7.037.000. Cuối cùng sẽ là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Trước giờ đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác vẫn duy trì đà tăng khá mạnh, tăng trong khoảng 188.000 cho đến 450.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 18.800 cho đến 45.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.510.000, bán ra 5.600.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.480.000, bán ra 5.560.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000, tăng 44.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.985.4000, bán ra 4.185.4000, tăng 33.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.056.8000, bán ra 3.256.8000, tăng 26.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.133.8000, bán ra 2.333.8000, tăng 18.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.